Hôm nay tôi muốn nêu ra một cái điều mà gọi là như là bí mật. Đã mật lắm thì người ta còn nghĩ là không nên nói. Nhưng mà hôm nay tôi cũng bật mí cho các vị một chút về điều này. Cái việc mà gọi là linh ứng của kỳ đại bi á, tôi không dám quảng bá. Nhưng mà những người đã thành tựu điều này á, là họ có trình bày với tôi. Mà đặc biệt nhất, bệnh tật, tà ma, thai nhi con cái đó, tôi thấy ba cái này là cái kết quả của những người đó họ trình bày với tôi là nhiều nhất. Tôi giới thiệu vài trường hợp. Tôi đưa ra các trường hợp. Thứ nhất là cái người này bệnh. Đây là Phật tử đang là thôi chứ không ai lạ hết á. Nhưng mà tôi không nói là ai. Cách đây gần 15 năm thì họ bị cái ung thư ngực, cho nên đã lắc bỏ rồi. Sau 10 năm hơn thì bắt đầu nó tái phát. Mà tái phát lần này không phải tái phát ngay cái vết đó, mà bắt đầu tái phát ở chỗ là vì nó di căn qua phổi, cho nên là khi tái phát lại ung thư lại là ung thư phổi. Thì khi mà phổi chứa nước mà đến đòi là ngộp thở, tức là thở không nổi, mà vào bệnh viện mỗi lần rút ra là khoảng mấy lít nước, mà nước máu thôi. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, ung thư mà đã quay lại rồi thì trời mà cứu, đúng không? Cơ bản là vậy. Cho nên là vào bệnh viện người ta khuyên gia đình là chuẩn bị là vừa, bởi vì người ta biết rằng không có cách nào có thể khác hơn. Người ta nói rằng không quá một tháng, tức là khi người ta rút dịch rồi là người ta nói là cái này nếu giới dự đoán là không quá một tháng. Mà thật sự người nhà cũng cảm nhận là như vậy. Thì xin thưa các vị, gia đình lúc đó là giống như tuyệt vọng thì mới mang về nhà. Thì có tư vấn với tôi cũng chia sẻ là thứ nhất là cái thuốc mà kỳ đó tôi nói với các vị đó, cái thuốc mà làm từ rong biển của Nhật Bản đó là Fukudan á. Tôi có tư vấn cách ăn và cách rồi uống thuốc đó. Và bên cạnh gia đình, cả người bệnh và những cái người con của người đó phát tâm ăn chay và trì đại bi. Mà các vị biết là bằng cách mà gọi là giống như thực dưỡng, không có uống thuốc của bệnh viện, mà coi như là cái đường cùng rồi. Nói chung là bây giờ bác sĩ nó có trị cũng vậy thôi. Mà bây giờ đụng tới dao kéo, mà dòng thứ cái nước đó mà đụng tới dao kéo càng chết sớm nữa. Vậy mà các vị biết, không biết lý do gì mà kéo dài qua hôm nay là năm thứ ba. Kéo dài qua tới năm thứ ba, có thể là không hết bệnh, nhưng mà người đó vẫn bình thường. Ở chỗ là cũng đi được, đứng được, bình thường nói năng làm việc, tự chăm sóc mình được. Thỉnh thoảng đi chợ được, nhưng mà ít thôi. Vậy thì tôi không hiểu lý do gì, nhưng mà gia đình đem lại cái kết quả là bằng cả một lòng thành khi hướng về điều đó. Bởi vì mẹ đã đến giai đoạn chót rồi. Vậy đó mà kéo dài là đến bây giờ là gần 3 năm. Vậy thì tôi nói với các vị là đây là chuyện gọi là thực đang là. Tôi không biết có phải do chú Đại Bi hay không, hay là còn nhiều lý do khác. Nhưng bằng cái lòng thành tâm trì niệm đã vượt qua một giai đoạn khó khăn và khủng hoảng cho một gia đình. Rồi, vừa rồi tôi đi Đà Nẵng. Các vị biết là khi tôi đi Đà Nẵng, tôi giảng mới bài giảng vừa rồi là giác ngộ là gì đó. Thì sau khi tôi giảng xuống, có một cô Phật tử này khoảng trên 30 tuổi từ Mỹ về, và có dẫn theo đứa con khoảng 3 tuổi. Thì khi mà vô dẫn cái đứa con gặp tôi và vô đảnh lễ là để tri ân thầy. Tôi nói tôi đâu quý cô đâu tri ân gì. Thì cô nói là thưa thầy, cách nay là hơn 3 năm, tức là con có bầu cái thằng bé này nè, tức là chỉ thằng bé đó, ở tại Mỹ. Và khi con đi vô khám thai thì bác sĩ yêu cầu con là nên trục bỏ thai đi. Bởi vì đứa trẻ này sanh ra sẽ bị dị tật, và đặc biệt nhất là nó bị đau, tức là bị bệnh đau á. Thì cô nói là nghe bác sĩ nói như vậy, mà bác sĩ khuyên nhiều lần, mà khám bệnh viện khác thì người ta cũng khuyên y chang như vậy. Nhưng mà cậu nói rằng là con không nỡ thầy. Nhưng mà may mắn trong thời điểm đó con nghe những bài giảng của thầy, con mới nhớ trực lại là thầy có chia sẻ ở trong đó là nên sám hối trì đại bi. Và tự nhiên con nghĩ rằng nếu đó là nghiệp của con chấp nhận. Và thầy biết kể từ đó con phát tâm ăn chay và con trì đại bi. Và sự thật con không đến đi khám bác sĩ nữa, bởi vì con nghĩ rằng con đến con sẽ bị ép điều đó nữa.
mà lòng rai rứt con không làm được. Và thầy biết rằng á, lòng rất hy vọng, con không biết có niềm tin, nói chung là không lay động được. Tự nhiên con có niềm tin rằng chắc chắn rằng con sẽ có một đứa con mà không có bị dị tật như ở bệnh viện nói. Thì á, cổ thầm lặng, cổ tự nuôi cái bào thai đó, tự chăm sóc và tự trì chú và làm những việc của riêng mình. Khi sinh ra đầu tiên cổ nhìn từ đầu tới cuối rồi đó, thì cổ cảm thấy cổ hài lòng và bác sĩ kiểm tra xong hoàn toàn là cháu không có một bệnh tật gì cả. Một đứa trẻ hoàn hảo, đẹp trai, dễ thương. Và trong cái thời điểm mà về gặp tôi tại Đà Nẵng vừa rồi đó, thì cháu bé đó khoảng là 3 tuổi, hơn 3 tuổi gì thôi. Thì cô nói là cái sự may mắn này, cho nên là con bây giờ có lòng tin với chú Đại Bi rất là mãnh liệt. Cho nên là cái đứa nhỏ này con nghĩ là nhờ Phật cứu. Thì cô nói với tôi như vậy. Thì tôi nói là cũng một phần nhờ phước may của cô. Thì cái duyên như vậy, thì tôi mới chia sẻ rằng cái sự chẩn đoán của các bác sĩ trên cơ sở khoa học, nhưng mà ở đây chúng ta còn có những vấn đề là phi khoa học nữa, mà mang cái nghĩa của chất liệu tâm linh, chúng ta không giải thích được các vấn đề đó. Tôi cũng có chia sẻ với các vị một cái câu chuyện rất là đặc biệt trong cái bài giảng hóa giải nghiệp tiền kiếp mà hơn 10 năm tôi đã trình bày tại chùa Hoằng Pháp. Như vậy thì tôi nói với các vị là đây là những câu chuyện thật, những câu chuyện mà gọi là liên hệ đến những người trì đại bi. Tôi có một cô Phật tử nè, cổ ở Nha Trang. Cái người này nè, khi họ chuẩn bị sinh con á, thì họ cũng được bác sĩ cảnh báo rằng là do ruột gì đó quấn cổ hai vòng. Gì đó nè. Các vị thì rành hơn tôi. Cái từ gì nhau quấn cổ hai vòng. Cho nên là dự đoán của bác sĩ rằng là đứa trẻ này rất khó an toàn nếu mà sinh rồi là sinh bằng nguyên tắc của nó. Cho nên là bác sĩ đề nghị là sanh mổ. Thì cô này cũng nghe nói cổ sợ lắm, mà siêu âm là bao nhiêu lần đã là như vậy rồi. Thì khi mà cổ nhớ đến cái lời khuyên về trì đại bi á, thì các vị biết rằng lúc đó cả hai vợ chồng đều phát tâm trì đại bi để hồi hướng cho đứa con bằng cả một lòng thành. Vậy đó mà các vị đến giai đoạn cuối cùng, các vị biết rằng khi sinh đứa con mà vẫn sinh bình thường như vậy, người mẹ không ảnh hưởng gì cả và cũng không có bị quấn cổ bất cứ điều gì giai đoạn cuối cùng. Đây là người ta điện trực tiếp vào trong tôi để mà thưa chuyện về cái việc đó. Vậy thì tôi nói với các vị là tôi không có nói thần thánh gì về các vấn đề này, nhưng mà bằng những cái lời tổ dạy, các vị hòa thượng dạy, kinh điển nêu lại, ứng dụng hành trì, nó có những điều mà không lý giải được. Cái điều này là tôi nói thật, không lý giải được bằng cái hiện thực và khoa học. Mà những cái người kể với tôi những câu chuyện này không quá 2 năm đang là, còn những câu chuyện trước nữa tôi không cần nói. Vậy thì trong cái việc này tôi muốn nói gì? Trong xã hội cuộc sống đang là phức tạp, bản thân mỗi người chúng ta phước mỏng nghiệp dày, chúng ta không lường được ngày mai. Vì vậy trong cái khả năng phàm phu, chúng ta bớt đi cái tính chủ quan về mọi thứ bằng cách là tin vào Phật, để dựa vào đó để hỗ trợ cho chúng ta trên cái đường đời hay là đường đạo. Mặc dầu cái sự nỗ lực là cái gốc của mỗi con người chúng ta, nhưng mà tôi tin chắc rằng là người Phật tử chúng ta cần phải có một chỗ bám về tinh thần. Mỗi người người bám một cách. Khi chúng ta đủ sức rồi, chúng ta có thể tự mình đi. Cũng giống như là bây giờ chúng ta chưa có đủ sức để qua sông, chúng ta phải ôm bè. Nhưng mà chúng ta tự thân mình biết lội thật rự rồi thì không, không cần bè, chúng ta tự lội qua. Điều này không ai phê bình cả. Các vị có đủ sức thì các vị cứ lội qua, các vị chưa có đủ sức thì các vị ôm bè. Cái người ôm bè đừng nói rằng thì cứ lội qua đi, mắc gì phải ôm chiếc bè cho nặng nề thế thế. Biết là nặng nề nhưng mà không có bè sao qua được, có biết lội đâu mà qua. Cái người biết lội không nói như vậy được. Chỉ có điều là hãy tập cho người ta biết lội như mình, ta tự bỏ bè. Còn nếu người ta không biết lội, người ta phải ôm bè để qua. Vì vậy các vị Phật tử chưa đủ sức để tự nương tựa chính mình, cần phải bám một cái gì đó là phương tiện. Tôi chưa bao giờ cho rằng
Trì chú là cứu cánh để đạt đến giác ngộ giải thoát. Nhưng mà nó là cái cách hỗ trợ trong đời thường của chúng ta, hạn chế bớt tai nạn thương đau, làm giảm bớt những bệnh tật và những khổ sầu một cách tương đối trong cuộc đời, cũng là điều may mắn cho tất cả chúng ta. Ý nghĩa của tôi muốn nói là nói ngay chỗ đó, chứ còn tôi không có nói rằng à cái này là đỉnh cao của tuệ giác, của giải thoát hay gì ạ. Tôi không bàn về các vấn đề đó. Cho nên trong cái bài giảng tìm hiểu về nguồn gốc và mật nghĩa của chú Đại Bi thì tôi muốn giới thiệu cho các vị một cách khái quát để các vị hiểu một cách cơ bản về nguồn gốc, về mọi thứ, rồi về ý nghĩa của chú Đại Bi và cái hành trì của nó tác dụng mọi thứ như thế nào. Cho nên cơ bản nhất là các vị không biết theo cái cách làm của Mật Tông, bởi vì Mật Tông thì phải chúng ta bắt ấn kiểu này, bắt ấn kiểu kia, nhưng các vị chỉ cần thành tâm mà đọc, vận dụng tâm là đã đủ. Chúng ta không làm kiểu Mật Tông, nhưng chúng ta có cái cách của chúng ta. Và tôi mong rằng là các Phật tử khi chúng ta còn nhiều nghiệp chướng, chúng ta tu còn những cái vướng bận mà chúng ta chưa vượt qua được, thì có thể chú Đại Bi một trong những cách hỗ trợ cho cái tinh thần của chúng ta, để mà chúng ta có thể vượt qua được những sóng gió một cách tương đối trong cuộc đời. Đây là điều tôi chia sẻ. Cho nên mong rằng cái việc gọi là Phật tử nào học cao rồi, tu cao rồi, vượt qua được cái giai đoạn mà ôm bè qua sông rồi, thì các vị cứ giữ lấy, không cần quay trở lại để ôm bè. Còn vị nào chưa biết lội thì cần thiết phải có bè. Thì nếu những vị nào cảm thấy yếu, nghiệp chướng ràng buộc nhiều, tâm hồn chúng ta sa sút, tinh thần rồi tu học có nhiều cái rào cản của chúng ta, thì các vị cứ thành tâm trì chú Đại Bi và chúng ta niệm Bồ Tát Quan Thế Âm như một sự gia trì bằng chính niềm tin của chúng ta. Và niềm tin này có thể một phần để hỗ trợ, để củng cố tinh thần của các vị. Và tính mầu nhiệm là cái việc này ai uống nước nóng lạnh tự biết, không giải thích được các vấn đề này. Nhưng mà mỗi một người khi gặp khổ nạn, các vị cứ ứng dụng mỗi cái một chút. Nếu chúng ta có niềm tin với cách nào, chúng ta cứ ứng dụng với cách đó để đem lợi lạc cho chúng ta. Tôi chỉ chia sẻ mang cái ý nghĩa như một kinh nghiệm khách quan như vậy. Về vấn đề học Phật hay là về này kia, tôi thấy được cái gì tôi nói cái đó. Còn cái duyên ứng dụng của các vị, tu học của các vị như thế nào, đó là quyền chọn lựa và ứng dụng của các vị. Tôi không can thiệp vào sâu về cái chuyên môn hay là phương pháp tu cá nhân của các vị. Mong rằng cái bài giảng này sẽ giúp cho các vị có một phần để chỗ dựa tinh thần, để vượt qua những thử thách tạm thời trong cuộc đời vốn sóng gió này. A Di Đà Phật.